Dạ vâng, xin gửi lời chào đến toàn thể quý cô bác cũng như quý anh chị đang xem kênh của em Trường Bình Dương. Thì buổi chiều ngày hôm nay em Trường lại tiếp tục lên sóng báo giá cho nhà mình hai mẫu xe hoàn toàn mới vừa cập bến cửa hàng của em Trường luôn. Cửa hàng của em Trường thì nằm tại Dĩ An Bình Dương nha cả nhà. Quý khách hàng nào mà có đi Dĩ An Bình Dương để và đang có nhu cầu mua xe thì cứ ghé vào trực tiếp cửa hàng giùm em xem xe, lựa chọn. Có thể là quý khách hàng chưa đẻ và đang có nhu cầu mua xe thì cứ ghé vào xem thoải mái, bên em rất là thoải mái nha. Quý khách hàng cứ đến xem xe, nổ máy thử xe thoải mái, ưng thì quý khách hàng mình vào trong bàn giá cả thoải mái, chứ không phải như một số cửa hàng khác. Bên em rất là thoải mái luôn, rất thích quý khách hàng ghé vào cửa hàng xem, chứ không phải mua con xe mấy trăm triệu là tới là mua được liền. Cho nên quý khách hàng cứ đến xem, mình tham khảo cảm thấy mẫu xe nào phù hợp với kinh tế và phù hợp với gia đình của mình thì cứ alo cho em Trường. Số điện thoại duy nhất 0972147247, em Trường chỉ dùng một số duy nhất thôi đó. Rồi chị em mình sẽ bàn bạc về giá cả, rồi cũng như quý khách hàng nào đang lăn tăn cái chuyện giấy tờ pháp lý, ra tên, rút hồ sơ thì mình sẽ vào trong bàn bạc cho nó rõ hơn nha cả nhà. Đấy, bên em Trường bán xe là bao pháp lý giấy tờ và cũng như hỗ trợ anh em nhập ra tên chính chủ cà vẹt đầy đủ hết luôn. Rồi thì không làm mất thời gian của quý cô bác và anh chị thì em Trường xin vào chi tiết luôn nha cả nhà. Thì trước màn ảnh nhỏ của quý cô bác anh chị là hai mẫu xe. Phía đầu tiên là mẫu Innova đời 2014. Đời 2014 bản e chung nha cả nhà. Màu là màu trắng, màu trắng nguyên zin nguyên bản. Màu trắng nguyên zin nguyên bản nha, không sơn đổi màu. Nói em đang bận 5 phút nữa gọi lại. Đó, màu trắng nguyên zin nguyên bản nha cả nhà. Đấy, không sơn đổi màu. Đấy, full đồ chơi, form mới cực kỳ đẹp luôn cả nhà thấy không. Rồi, phía bên phải màn ảnh là một mẫu xe phải gọi là siêu hot, siêu cute, có 102. Rất lâu rồi mới mua con xe siêu đẳng cấp như thế này. Xe này là một chủ mua mới từ đầu sử dụng luôn nha. Chủ xe thì đang ở tại ngồi Xuân Lộc Đồng Nai. Đó, Xuân Lộc Đồng Nai chủ mua xe mua mới ngồi quê mang vào luôn. Chú này là làm bên quân đội rất là khó tính nè cả nhà. Xe rất là đẹp luôn, đi cực kỳ giữ gìn. Đó. Mà điều đặc biệt ở đây, tại xe em Trường nó đặc biệt ở đây là trước màn ảnh của quý quán chị là mẫu Innova G Innova 2010. Không những nó là phiên bản G mà nó là phiên bản đặc biệt, phiên bản GSR. Thì quý khách hàng cũng đã biết rồi, quý khách hàng khi nghe các có lẽ là lón thón cũng nghe được bản đặc biệt của dòng số sàn nha cả nhà. Phiên bản đặc biệt của dòng số sàn Innova là phiên bản GSR thì nó nâng cấp rất là nhiều. Thứ nhất, nó là bề bước chân nó là zin theo xe, thêm nhà sản xuất chứ không phải là lắp vào nha. Đó, lúc nhà sản xuất nó sản xuất ra là đã có bề bước chân nè, có đuôi cá nè, và hệ thống âm thanh của nó rất là hay. Hệ thống âm thanh của nó là nó có hệ thống âm thanh của nó là có loa phân tầng rồi, nhưng nghe rất là hay luôn. Và đã phân biệt được cái điều đó thì cả nhà nhìn vào cái đăng kiểm của nó có ghi là bản GSR. Thì đây, cả nhà nhìn cái tem đăng kiểm nó có ghi rõ nè, Innova phiên bản đặc biệt GSR. Và trọng lượng bản thân của nó nặng hơn những con bình thường nha cả nhà. Trọng lượng bản thân của nó nè, 1545 này, nặng hơn những con bình thường nha. 2011 nha cả nhà. Đời 2011 phiên bản GSR. Rồi, Innova đời 2011 phiên bản GSR. Phiên bản đặc biệt của dòng số sàn nha. Đời 2011 nha cả nhà, phiên bản đặc biệt của dòng số sàn luôn. Đó. Rồi, em Trường đi vào chi tiết mẫu xe này trước đi. Đấy, mẫu xe này là một mẫu xe đẹp, đời cao, form dáng đẹp, giá rẻ cho cả nhà mình. Đời 2013, đăng ký lăn bánh 2014, bản e chung màu trắng, một chiếc xe phù hợp với tất cả quý anh chị mà đang đã và đang có ý định mua một chiếc xe đời cao để về phục vụ cho công việc là chạy dịch vụ kiếm đá đưa kiếm thêm, hoặc là cho thuê tự lái gì đó mình chạy mình kiếm thêm, thì đây sẽ là một lựa chọn ưu tiên hàng đầu. Đấy, đời cao giá rẻ. Mà cái dòng Toyota thì quý khách hàng cũng đã biết rồi, nồi đồng cối đế, dòng xe quốc dân, nói không với hư hỏng hỏng hóc. Phụ tùng thì dễ mua, dễ kiếm, dễ tìm, mua đâu cũng có, mà kiếm ở đâu cũng được. Đấy, gara thì dễ sửa. Đó, một mẫu xe như thế này mà giá tiền chưa đến 300 triệu nha, chỉ với 290 mấy triệu thôi thì suy nghĩ làm cái gì. Suốt ngay em này về đi che nắng che mưa. Đấy, một chiếc xe máy bây giờ chết hắc, bây giờ mua lại cũng đã, nếu chỉ SH Việt cũng đang trăm mấy rồi, SH Ý cũng gần 200, mà đi nắng thì vẫn tới đầu, mưa thì vẫn ướt mình. Đấy, nửa đêm nửa hôm trong nhà đau bụng gà gáy thì có con xe này nó cũng cơ động lắm nha cả nhà. Nếu ở thành phố không nói gì cho vùng quê xe xôi hẻo lánh thì có chiếc xe chứ, chờ mà xe dịch vụ vô đón đi chắc ngẫm luôn chứ còn đâu nữa.
Ở xe rất đẹp nè, màu trắng, nguyên zin nguyên bản, đã dán phim cách nhiệt rồi. Cả nhà thấy chưa? Mâm lớp đẹp, 4 qua lớp dây, mâm rờ, mâm phay xước. Xe trang bị trên mình hệ thống phanh ABS, chống phanh bó cứng, kệ 4 bánh, cùng 2 túi khí an toàn, đầy đủ hết nha. Đang chỉ bỏ một số option như là gạt mưa sâu, sấy sưởi kiến, đồ cảm biến lùi là nó không có thôi. Còn bao nhiêu đầy đủ hết. Đó, dốt giá tiền rẻ nè, đời cao, phù hợp chưa? Và chạy Grab, Grip đồ cũng được nha cả nhà nha. Đó, lớp lép dày cui, mâm lớp cực kỳ đẹp. Đó, mâm lớp cực kỳ đẹp chưa? Gầm bệ của nó nè. Đó, cả nhà múc con này là y bài. Hệ thống gương là gương Toyota hết luôn. Đó. Đây, nội thất là sàn kem nè, ghế kem nè. Đó, tròn 3D nè. Cả nhà thấy chưa? Chiếc này mà còn suy nghĩ gì cái gì nữa, quá trời đẹp luôn, tuyệt vời. Cả nhà thấy không? Nội thất rất là đẹp. Vô lăng củ số nè. Đó, em chừng lia cái máy ở nhà mình coi. Xe trang bị màn hình Android 9 inch nè, camera hành trình. Đấy, mọi thứ đều đẹp hết cả nhà. Đấy. Tuyệt vời nha, tuyệt vời cho mẫu xe này nè. Gai vân tấp bi của nó nè, cả nhà coi nè. Đó, tuyệt vời chưa? Gai vân đồ đẹp lắm. Đấy, nội thất nội thiết đồ thấy chưa? Màn hình Android nè. Đấy, củ số đồ nè. Của nhà nhìn một cái là yêu thương luôn. Đấy, tuyệt vời nha. Giật cái bô lên ơi. Rất đẹp luôn. Đời 2014. Woo. Mâm phay xước nè, hai phanh trước là phanh ABS nè, hai phanh sau là hai phanh trước là tan bố, hai phanh trước là thắng đĩa, hai phanh sau là tan bố trống nè. Lốp lép là dày luôn nha cả nhà. Đó, dày cui luôn nè. Đó, thấy chưa? Gầm bệ thì miễn bàn. Đó, máy móc thì đây. Máy móc nước sơn thì sơn của nó là sơn zin. Không sơn đổi màu. Qua thời gian sử dụng thì có dặm tút vé đồ phải có nha. Chứ 2018 mà còn tỉa sơn mà 2014 sao khỏi được. Đúng không cả nhà? Đây, hệ thống phanh ABS chống bó cứng phanh cả bốn bánh đây nha. Máy móc khô. Đối với đời 2014 thì bên em trường bảo hành máy móc lên đến 1 năm sử dụng cho gia đình mình. Nên gia đình mình cứ chạy tẹt ra thoải mái. Nhất là nhấc máy mới, 4 buri là thay mới, vệ sinh họng ga cho cả nhà. Innova đời 2014 biển Sài Gòn 51E75502 2013 lăn bánh 2014 chứ. Con này là 299 triệu. Đấy, có bớt lọc lấy cho cả nhà. Ai đã đăng ký kênh thì em trường bớt ngay từ 3 đến 5 triệu luôn nha. Đó. Thì giá tiền chiếc xe này cũng còn 290 mấy triệu thôi, quá rẻ luôn cả nhà. Đấy. Rồi, kế bên là một siêu phẩm, siêu của siêu phẩm đời 2011. Phiên màu ghi vàng, một chủ mua mới từ đầu, một chủ mua mới từ đầu. Bác này chạy ở Đồng Nai. À, phiên bản đặc biệt GSR đời 2011, phiên bản nâng cấp. À, nâng cấp một số option của dòng Innova thời đời 2011 nha. Đấy, full option, xe rất đẹp, màu ghi vàng. Đối với mẫu xe này, bên em trường cam kết cho cả nhà 100% không taxi, không dịch vụ, gia đình sử dụng chuẩn từ đầu, bao chết tết toàn quốc. Quý cô bác chị nào có anh em thợ thầy, hoặc làm thợ lái xe gara hay là muốn chích hãng gì đó, bên em trường bao luôn. Mẫu xe này biển kiểm soát 36E16153 đời 2011 bản GSR. 100% không taxi, không dịch vụ nha cả nhà. Nước sơn zin lên đến 90% dành cho những khách hàng nào khó tính nha. Đấy, xe siêu đẳng cấp Pro, đẹp tuyệt đối. Đó, phát hiện ra là em trường gửi ngay 100 triệu luôn. Đấy, nước sơn zin lên đến 90%, thách thức mọi thợ thuyền luôn, thách thức mọi khách hàng khó tính nhất. Khi mà xem mẫu xe này là sẽ mua ngay lập tức. Xe được chủ nhân của nó lên cặp bi cầu, nhìn rất đẹp, số tan màn đêm nha. Đó, cặp bi cầu nè, ghe lăng inox nè. Đó, cả nhà thấy chưa? Đẹp tuyệt vời. Đó, hệ thống đèn chiếu sáng là đèn gầm, đầy đủ hết luôn. Đấy, nước sơn si còn rất là đẹp. Mâm là mâm zin heo xe. Một con xe siêu cộp. Mâm từ đó tới bây giờ luôn nha. Hệ thống phanh ABS đồ đầy đủ hết. Đây, hệ thống xe của xe nè. Đấy, không có một tí dặm tút gì hết. Đành bệ là miễn bàn. Xi nhanh gương. Cái này là bên em trường vừa lắp thêm nha. Có sao nói vậy, bên này là vừa lắp thêm. Cho nó full option. Cả nhà mua về là sử dụng. Đăng kiểm đó tháng 7/2023 luôn. Đó, hệ thống theo xe là toàn bộ hệ thống gương zin Toyota. Chưa like một món đồ. Đó, bác này là làm trong quân đội đi cực kỳ giữ zin luôn. Hệ thống bước chân là zin theo xe Innova đời 2011. Keo sùng chỉ thì cả nhà coi. Cam kết 100% luôn. Đó, cả nhà coi cái gai vân tấp bi của nó nè. Quá đẹp luôn. Đó, gai vân tấp bi cả nhà thấy chưa? Coi cái bức tay của nó nè, không một vết chày. Tay cửa màn chrome. Đó, hai túi khí an toàn. Đó, vô lăng.
đúng xe chuẩn gia đình, không taxi, không dịch vụ. Cái nhà nhìn những cái khóe vô lăng của nó nè, đó đẹp chưa? Đấy, hai túi khí an toàn nha. Cả nhà coi cái thắng tay của nó nè. Nếu mà con xe chạy nhiều thì nó xi mòn đây, thắng tay còn rất là đẹp luôn. Đó, củ số zin theo xe nha. Cả nhà nó củ số lô thì em Trường sẽ đền bù ngay 100 triệu ngay về liền luôn. Đó, đây, nó được trang bị nè. Đây là cảm biến lùi, sấy sưởi gương. Cái này là hút tẩu hút thuốc. Cái kia là sạc điện thoại nha. Cả nhà coi gai vân của nó nè. Đấy, đẹp chưa? Nội thất thì màu nâu kem theo logo Innova Toyota. Phía trong có một lớp ghế nỉ luôn. Cả nhà có cái bát bản lề của nó nè, 7 màu luôn. Ốc nè, chưa vặn chưa gì hết. Siêu siêu phẩm luôn cả nhà. Đó. Một phiên bản đặc biệt mà, cả nhà coi nè. Gai vân của nó nha. Tem mát rồi nè, còn đầy đủ hết luôn. Đó, xe như thế này mà cả nhà không mua thì mua xe nào, quá đẹp cho một siêu phẩm đúng không? Nước sơn zin còn lên đến 90%. Mẫu ghế nè, có bệ tì tay cho cả nhà luôn. Đó, có bệ tì tay luôn nè. Đấy, có màn hình đây luôn nha cả nhà. Màn hình zin theo xe nha. Đây là cái màn hình zin theo xe của dòng GXR nè. Bê vùng lạnh nè, cả nhà nhìn thấy không? Trần nỉ nè. Đó, phía sau nó rộng rãi lắm. Đấy, vua mà. Quá đẹp. Cái bọc ghế của nó vẫn còn một lớp bọc da nè. Đấy, lớp này là lớp bọc cao su non nha. Cả nhà coi bô bọng nè của nó nè. Đó, chưa rỉ sét luôn nha. Bô bọng này của nó nè. Đó, thấy chưa? Gầm bệ là miễn bàn. Đó, quá đẹp cho một chiếc xe cộp 205-65R15. Quý khách hàng nào khó tính thì chốt ngay mẫu xe này giùm em nha. Innova 2011 phiên bản đặc biệt GXR. Đấy, hệ thống sấy sưởi kiến của nó nè. Đó, những cái đường làng là sấy sưởi kiến, gạt mưa sâu, camera lùi, cảm biến lùi. Xe, những chiếc xe bên em Trường bán ra là phép lý giấy tờ, em Trường bao rút hồ sơ gốc cho cả nhà. Nên cả nhà cứ an tâm, mua xe về là nhập ra bấm bơ, bấm biển ra tên. Nếu quý khách hàng nào không có thời gian đi làm thì bên em Trường hỗ trợ cho bên mình bấm biển ra tên, giao xe tận nhà nếu có nhu cầu. Cái đó là phí phải tính thêm nha cả nhà. Đấy, gương nè, hệ thống gương zin Toyota hết nha, không có lô một cái gương nào. Đấy, một chiếc xe quá đẹp cả nhà ơi, tuyệt vời đến từng chi tiết luôn. Một chiếc xe mà lâu lắm em Trường mới mua một con xe đẹp như thế này. Đó, cả nhà thấy không, nó có ghi rõ thông tin đây nha. Innova phiên bản GXR, trọng lượng bản thân nặng lắm, đời 2011 nha cả nhà nha. Đó, gai vân tắp bi của nó nè. Xe như thế này mà cả nhà thấy quá đẹp. Bên em Trường nhận thu mua trao đổi các dòng ô tô để quay sử dụng. Quý khách hàng có Innova đời thấp muốn đổi lên đời cao, hoặc là từ đời cao đổi xuống đời thấp thì bên em Trường đều có luôn nha. Đây, những nút chỉnh gương rất đẹp luôn cả nhà, mở tinh luôn nè. Nói không một vết chạy vết xước gì hết. Tay cửa mẹ chrome nha. Đó, hệ thống chỉnh nè, gương kính điện đồ đầy đủ hết. Thấy chưa, máy móc thì thôi miễn bàn. Máy móc con này thì em nghĩ một từ là miễn bàn luôn cả nhà. Đó, keo sùng chỉ của nó là nguyên zin nguyên bản hết nè. Logo Toyota nè, cả nhà thấy chưa, hầm máy của nó nè. Đó, mở tinh sạch bon. Đó, miễn bàn. Hệ thống phanh ABS chống bó cứng phanh cả bốn bánh đây. Máy móc đây, sạch sẽ từng chi tiết luôn. Máy móc bên em Trường bảo hành cho nhà mình là 1 năm sử dụng nha. Nên cả nhà cứ yên tâm, chạy tuyệt ra. Xe về là em Trường đã cho cả nhà, cả cho anh em thay nhất máy mới rồi. Thay 4 buri, kiểm tra hết tất cả luôn. Quý khách hàng mua về là sử dụng thôi. Một chiếc xe cực kỳ đẹp và uy tín 2011 nha cả nhà. Phiên bản GXR đặc biệt, giá thành của nó là 300 triệu nha. 300 triệu cho một siêu phẩm, giá quá rẻ luôn. Đó, và em nói luôn, bên em Trường bán là bán cái chất lượng chiếc xe chứ không phải bán giá cả. Nếu quý khách hàng nào muốn mua giá rẻ thì cứ alo trực tiếp, bên em Trường cũng có những cái sản phẩm giá rẻ cho cả nhà, chứ không phải nó bán cao bán thấp. Muốn giá rẻ thì có giá rẻ, còn muốn xe cọp thì có xe cọp, tiền nào của đó. Cả nhà thích nhạc nào thì em Trường có nhạc đó nha, chứ không có gì mà phải ngại hết á. Bên em Trường là đơn vị tự tin, là đơn vị cung cấp Innova nhiều nhất thị trường hiện nay, trong cửa hàng lúc nào cũng có sẵn. Từ 40 mẫu, 40 đầu xe Innova từ đời 2006 cho đến đời 2019 luôn. Cả nhà cần đời nào là bên Trường có đời đó. 24/24 đáp ứng yêu cầu của khách hàng, chứ không phải là chờ mua về mới báo. Lúc nào sẵn sàng cũng có trong cửa hàng. Cho nên quý khách hàng yên tâm điều đó. Cứ alo cho em Trường là 0972147247 là có xe. Chiếc nào cũng có, đời nào cũng có. Và nhớ đăng ký kênh, ấn nút quả chuông có bên phải màn hình, để khi em Trường mua những chiếc xe đăng lên kênh, và quý hàng nào ưng ý là alo cho em chốt cọc liền, chứ không đỡ là xe đẹp là người ta mua mất.
đôi lúc có tiền đâu mua được con xe đẹp đâu cả nhà.